Đây là lên cho anh em quả ốp gương cánh cửa. Vâng, cái cửa nhà mình có rồi anh em nhá. Anh em nào mà bị thiếu gương cánh cửa thì các bạn ủng hộ mình nhá. Đây là ốp gương cánh cửa này các bạn này. Đấy, cái này là mạ chrome nữa anh em nhá, bóc bằng kính da dán vào thôi. Ốp gương cánh cửa của xe Hilo là Hilo Euro 4 này, Euro 2, Euro 4 thì toàn bộ nó có cái gương cửa. Thì cái gương này thì nhà mình đã có rồi. Anh em nào mà mua cái ốp gương này ủng hộ mình nhá. Còn đây cái mấy cái bộ gương này thì nó phổ thông rồi thì không nói chuyện, nhưng mà ốp gương này thì nó mới về anh em nhá. Anh em nào lấy ốp gương này ủng hộ mình nhá. Đây lên xe thì nó sẽ như này anh em ạ. Đấy, đây các bạn này. Đây gương cánh cửa này. Anh em không gần cửa, con này là nhựa chrome thôi anh em nhá, không phải inox đâu nhá. Thành ra anh em thích anh em ủng hộ mình nhá. Đấy, ok anh em, tất cả đây là nhựa chrome đấy anh em ạ. Hilo Euro 4 đầu đầu phong cũ. Đấy, không dùng nhiệt nước anh em nhá. Nhiệt nước này, số nhà 110 đường số 10 anh em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn, thank you ông trai.